cùng toàn đội cũng đã chuẩn bị cho cái trận đấu chung kết lượt về sắp tới rất là kỹ rồi. Hùng mong là toàn đội sẽ đạt được kết quả tốt. Hùng mong tất cả người hâm mộ cũng như khán giả luôn đến sân để cổ vũ hết mình vì đội tuyển. Đó là những phát biểu của tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, người đã chơi cực hay và trực tiếp đóng góp vào một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ngay trước khi buổi tập chiều nay được diễn ra. Vào hôm nay, 13 tháng 12, Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi trở về từ Malaysia. Như thường lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo dành khoảng 10 phút để dặn dò các học trò trước khi buổi tập bắt đầu. Trong khoảng 15 phút được tác nghiệp, có thể nhận thấy huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò của mình khởi động lâu hơn thường lệ để làm quen với các cạnh của thủ đô. Buổi tập này của đội tuyển Việt Nam đã chứng kiến hai trường hợp phải tập riêng, đó là Quế Ngọc Hải khi trung vệ này đã dính phải một chấn thương cổ chân sau trận đấu với Malaysia và Văn Toàn, cầu thủ trước đó đã dính chấn thương trong giai đoạn vòng bảng Ngoài hai cái tên kể trên, 21 tuyển thủ còn lại đều cho thấy thể trạng sung sức và sẵn sàng cho trận chung kết lượt về. Vào lúc 19 giờ đến 20 giờ ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất để làm quen với sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trước trận chung kết với Malaysia.